Giao lưu mọi người, cây lộc vân tay cành thì đã ổn định, tay cành nuôi to và mặt cắt thì đã kéo sẹo hoàn toàn. Cây mặt cắt đã kéo bít sẹo, tay nuôi to. Vừa mặt lặt lá ra cho mọi người dễ nhìn tay cành. Cây này thì đã nuôi cô lá lại, kích thước lá rất là bé. Lá lộc vân thì nuôi cô lại thì nó rất là bé. Cây có hoành thân là 18, chiều cao 90. Giao lưu giá mềm cho mọi người sưu tầm là 2.400.000 bao ship, 2.400.000 bao ship. Một cây lộc vân tay cành thì đã hoàn thiện. Cây không còn mặt cắt. Giá hợp lý cho mọi người sưu tầm 2.400.000 bao ship. Một cây lộc vân đã kéo hoàn toàn mặt cắt. Ở phía bên này vẫn có một chân rễ. Thì có thêm chân rễ phụ nhìn cây vững chãi hơn. Phần thân co lắc, các mặt cắt này đã kéo bít sẹo. Hoành thân 18, chiều cao 90, giá 2.400.000 cây lộc vân. Một mức giá rất là hợp lý để mọi người về tiếp tục nuôi. Con không biết là cha cái gì thì mẹ thấy con ở nhà đi bảo con đi về con không nó là thương mẹ ha chỉ sợ mẹ nó bị tội bữa anh đi bằng